đâu đỏ đỏ nè. Mày ăn bánh đi, ăn bánh. Hôm nay tao đến tao cho mày bài học. Mày dám giật chồng tao hả? Chị à, chị à, chị làm ơn đi. Em nhân sinh chị mà. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị đừng có đụng đến con em mà. Làm ơn đi mà, chị ơi. Thứ không quan. Tao bóp mũi cho mày chết nè. Chị ra khỏi nhà. Chị à, chị làm ơn đi mà. Em xin lỗi chị mà, nhưng mà em không có biết. Em không biết là anh Khải có vợ rồi. Chị làm ơn đi. Tại vì anh nói với em á là chị làm ơn đi mà chị. Ông mà ông muốn rồi á thì nó nói cái gì mà không được. Nhà đầy đủ tiện nghi quá ha. Tivi, tủ lạnh có đi luôn. Từ đi, đừng đuổi, đừng đuổi. Ông phải trả giá những cái chuyện mà ông đã làm cho tôi. Hello. Mình làm đi em, mình có chuyện muốn nói với em. Còn chừng 10 ngày nữa là xong, tôi chọn ngày khai trương rồi. Vất vả cho cô quá, nhưng tôi không có rành ba cái chuyện này nên mới nhờ cô giúp. Có sao đâu, nghề của tôi mà. Đáng ghét. Nói mình mê trai, không thì mê gái. Mở miệng ra lúc nào cũng nói là thương tôi ha. Chị Hảo đang giờ mình kìa. Thiệt hả? Mắt bốc lửa luôn. Cho cổ biết thế nào là ghen. Ừ? Anh chưa nói cho chị biết hả? Chưa. Bí mật đến phút cuối cùng. Gặp cái đẹp là mắt mày sáng rỡ lên. Mai mốt á, có qua đây mà quỳ xuống chân tôi hả? Tôi cũng thèm. Chiều nay gặp nhau. Có gì đặc biệt không anh? Ăn mừng. Gặp nhau rồi mới nói. Bài đặt bí mật nữa. Thôi, ông nội này giờ giàu dữ vậy ta. Nếu mà như vậy là dư sức lo cho tương lai bé Ngọc con mình rồi.
Vậy thì mình phải bỏ lòng tự trọng mình đi chứ. Mình đi đâu ăn anh? Những nơi nào em thích? Em chọn hả? Nhưng mà chuyện anh sắp nói có làm cho em vui không? Có lẽ sẽ không làm em vui, nhưng điều đó sẽ tốt cho hai chúng ta hơn. Thôi, anh đi lấy xe nha. Dạ. Alo, Tiến hả? Làm sao? Được rồi, máy vô liền. Thư à, má, có chuyện gì con thấy má lo lắng quá vậy? Anh con bị người ta chém, nhưng Trang nó đỡ cho, hiện giờ đang nằm phòng cấp cứu, má phải vô với anh con liền. Vậy má. Má để con chở má đi luôn nha. Ừ. Lên ngựa. Rồi. Không rồi. 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 Cái gì mà gọi không gọi, không gọi rồi gọi. Già rồi bà đặt chơi bới hoa rồi nữa. Tôi già, hãy kệ tôi. Mặc dù tôi không có còn trẻ như người ta, nhưng mà không phải tôi bị ế ha. Có một người đàn ông rất là giàu có đang còn đeo đuổi tôi. Tôi phải ngồi tôi suy nghĩ. Cho nên là đi coi tôi có cần phải cho người ta một cuộc hẹn không, hiểu không? Nên. Nhưng tôi sợ khi người ta gặp cô rồi, cái người ta dở mộng, người ta trốn luôn á. Lúc đó cô đừng có quay lại năn nỉ tôi nha. Mơ. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Một người đàn ông vừa giàu có, vừa coi như là đẹp trai nữa, đeo đuổi tôi, mê tôi. Nè. Đừng có tự ái rồi làm tầm bậy đi. Vợ người ta ghen dữ lắm đó. Lần này mà đụng tới tôi thí mạng luôn. Sao rồi? Ủa đây nữa. Vết thương của Trang có nặng lắm không? Chỉ bị phần mềm, nhưng mà máu chảy nhiều. Vì vết thương bị chém hơi sâu. Ủa anh, mà chỉ ngủ từ lúc đó tới giờ luôn đó hả? Ừ. Có lẽ là ảnh hưởng của thuốc mê. Má thấy con mệt mỏi lắm rồi. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Để má ở đây với Trang được rồi. Không được đâu má. Sao vậy? Con sợ lúc Trang tỉnh lại không thấy con, cậu lại khóc. Lúc nãy cậu sợ không đi, cậu nắm tay con suốt. Làm sao mình bỏ chị được chứ?
là người bị chém chính là con. Biết ơn cái nghĩa này làm sao mà con trả nổi. Con nói gì kỳ vậy Tiết? Khi người ta yêu nhau thì có thể sẵn sàng hy sinh vì nhau. Không có được nói vậy. Nhưng hôm nay con định nói lời chia tay với Trang. Sao? Giờ ông muốn gặp tôi gì đúng không? Tôi không có gì phải tránh mặt ông hết trơn á. Rồi vậy tí đồng hồ nữa gặp nhau. Vậy đi. Cho ly trà đá. Không bán. Ly phê đá. Không bán. Ly phê sữa đá. Tôi nói không có bán, dẹp quá nghỉ. Thái độ đối xử khách hàng vậy hả? Ừ tôi vậy á. Làm ăn mua bán mà làm ăn có ngày cà phê cà pháo. Hiểu rồi. Thư. Dạ. Con về lo cơm nước cho ba đi. Rồi nói với ba là chị Trang không có sao. Dạ. Vậy thôi má ở lại với anh con về trước. Ừ. Em về nha. Ừ. À. Mà khi nào chị Trang tỉnh lại á, anh nhớ nói với chị là em có vô thăm chị nha. Anh hai nè. Lần này có bộ anh Lâm dừng ở cục rồi đó. Nói bậy không à. Đi về đi. Dạ thôi con về. Giờ con tính như sao? Con chưa biết tính sao nữa. Trang vì con á mà cổ hy sinh cả tính mạng của mình, không biết nói sao đây. Chẳng lẽ anh cảm ơn em nhưng anh phải chia tay với em? Nhưng con cũng không thể nào trả ơn bằng cách là tiếp tục yêu Trang. Nếu làm như vậy thì không công bằng cho cả Trang và Châu nữa. Như số phận muốn thử thách con và Châu. Ờ, thôi chết. Gì? Hôm nay con có hẹn với Châu là đi ăn mừng. Nhưng không ngờ. Ăn mừng chuyện gì? Ăn mừng vì con đã dứt khoát chia tay với Trang. Alo. Cuối cùng anh cũng chịu gọi. Có chuyện như vậy sao?
Tiến à? Dạ. Chắc Trang không sao đâu, con mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Má đây với Trang được rồi. Con sợ má mệt. Má không sao, má đâu phải là bà già đâu ha. Thôi về nhà nghỉ ngơi nha. Dạ, vô đi nha. Ừ. Anh Tiến, đừng bỏ em, đừng mà. À, anh đây, em nằm quay lưng lại, coi chừng đụng vết thương á. Đừng bỏ em. Anh đây, anh không đi đâu hết. Mỗi ngày nào trên bến sông vắng, đời mẹ người đã mình đó. Mai hẹn tôi ra làm gì đây? Thảo, thật ra anh có nhiều điều muốn nói với em. Nay sư tử nhà anh cho anh đi rồi hả? Bà vợ cũ anh luôn bị dằn vặt vì năm xưa đã đối xử tệ với em. Trời ơi, nghe ông nói ớn quá, nổi da gà luôn, xúc động quá. Em được có như vậy mà Hảo. Con người mà ai có lúc cũng sai lầm. Em hãy rộng lượng mà bỏ qua chuyện cũ. Con bà em lâu nay vẫn khỏe chứ? Thôi, nói gì nói đại đi. Cái chuyện nghe thấy ớn quá. Hảo, em hãy cho anh một cơ hội đi Hảo. Chị Trang cứ đeo cứng anh Tiến không cho về. Con nghĩ chỉ làm ra vẻ tội nghiệp thôi á. Con đừng có thành kiến với lại Trang nhiều quá được không? Con người chị Trang sao má cũng hiểu rõ mà. Nhưng nó dám liều thân vì người mình yêu. Con nói thiệt với má, cái nhát dao đó chỉ tình cờ trúng chỉ, chưa chắc gì là chị đỡ đâu. Đáng lẽ anh Tiến á phải dứt khoát từ đầu, để tới bây giờ mọi chuyện thật càng thêm khó à. Nhưng Tiến nó đâu còn yêu Trang đâu. Cô mới nói cái gì vậy? Đứa con gái nó vừa cứu con cô đó. Nếu như anh Tiến bị đâm thì cũng chưa chắc gì đã chết. Con im đi. Cô dạy con hãy bạc với là người có ơn nó hay sao? Luân lý đạo đức ở đâu? Ngày xưa người ta vì nghĩa có thể bất chấp mạng sống, ngày nay vì tình người ta có thể chà đạp lên đạo nghĩa hay sao? Thằng Tiến phải lấy con Trang để trả ơn cứu mẹ. Từ tử hình xuống chung thân, nhưng có lẽ anh Tiến thà chết còn hơn. Hừ. Hảo, cho anh một cơ hội đi Hảo. Hảo, Hảo. Hảo. Cho anh một cơ hội. Cho tôi ra. Là anh. Ủa, anh làm gì đây? Tình cờ đi uống nước với bạn. Nó là cái gì của em mà nó dám ngắm tay ngắm chân em hả? Câu này tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao anh dám nhận vợ của tôi là vợ của anh? Mà anh chỉ là người sửa xe trong xóm thôi mà. Gì? Tụi điên hết trơn rồi, điên hết trơn rồi, điên hết trơn rồi. Bà nói ông á. Hảo, Hảo. Tính tiền bàn tôi luôn. Em thông cảm cho anh. Bản thân anh vẫn thấy ai lái. Cô ấy nói gì anh mà? Anh Tiến. Cô ấy đã tỉnh dậy. Anh gọi em sau nha. Anh Tiến. Anh đây. Anh đừng có bỏ em nha. Em đừng có suy nghĩ lung tung. Em muốn sửa không? Anh pha nha. Không. Hồi nãy em mơ. Em mơ gì? Em mơ thấy em và anh đến một nơi lạ lắm. Anh bỏ em đem. Anh ơi, em sợ lắm. Sợ quá. Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng mà có thể đó là điềm báo. Không có anh, em sống không có nổi.
Anh đừng khóc. Vết thương mấy mai đó, đừng có để chấn động. Hứa với em nha, đừng bỏ em. Anh hứa. Suốt ngày anh cứ đeo bám theo phá đám tôi hoài vậy. Cái thằng cha đó có hơn gì tôi không? Sống hơn, đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Nhưng không có yêu cô bằng tôi. Sao? Nói mà biết ngượng. Anh có nói y chang vậy với nhỏ kia không? Con nhỏ nào? Nhỏ nào tự anh biết đi. Mẹ đừng cãi với bác Hùng nữa. Con ơi, bác làm con thức giấc hả con? Tục tơ. Con sợ người lớn cãi nhau lắm. Mẹ đâu có cãi đâu. Mà tại gì á? Tại tôi chứ gì. Thôi được, tôi về. Từ nay về sau bác sẽ nhịn mẹ con. Cảm ơn An. Không có chi. Mẹ đừng làm bác buồn buồn nữa. Nguyễn Ngọc nè, nếu mà bây giờ ba của con về đây rồi lo cho mẹ con mình cuộc sống đàng hoàng đầy đủ, con có chịu không? Ba có vợ khác rồi mà. Má ơi. Má ơi. Nấu gì mà thơm vậy? Má nấu cháo gà đem vô cho chị Trang. Hôm nay con có đi dạy không? Dạ có. Lát con chở má vô bệnh viện xong rồi con đi dạy luôn. Không biết anh con giải quyết chuyện này ra sao nữa. Sao mà má lo quá trời à. Má. Gì? Cho ăn cháo ké chứ. Ra mời ba ăn sáng luôn đi. Dạ. Con thấy trong người sao? Dạ cũng còn đau nhức chứ lắm. Làm phiền bác vào thăm cháu ngại quá. Con đừng có nói vậy mà. Con đã cứu con trai của bác. Bác mang ơn trả không hết luôn. Hy sinh cho người mình yêu là chuyện bình thường mà bác. Bác phải nói cho thằng Tiến nghe lại câu này mới được. Để cho nó thức tỉnh. Ý của bác là... Ai vậy? Ủa, em à? Thì ra anh đi vô đây. À. Dạ cháu. Mới sáng sớm mà hai bác vào thăm con. Bác có nấu miếng cháo. Cháu ráng ăn nha. Hai bác thương con quá. À, thằng Tiến đâu con? Dạ, anh nói về nhà thay đồ đi làm. Cái thằng con bị như vậy mà nó còn không dành chút thời giờ chăm sóc cho con. Được, bác về bác nói chuyện với nó. Em ở đây nha. Ừ. Bác về nha con. Trang sao rồi anh? Đã tỉnh tao nói chuyện. Vết thương á, tuy là hơi sâu nhưng mà chỉ bị phần mềm thôi. Em có nên về thăm cổ hay không? Anh có ý kiến như thế này. Cháu ngồi dậy uống miếng sữa nha. Ba cháu đã biết chuyện này chưa? Ba cháu đang dự hội nghị ở Singapore. Chiều nay ba mới về. Chắc là ba cháu trách Tiến dữ lắm. Không đâu, ba cháu thương anh Tiến còn hơn cháu nữa. Ba cháu coi anh như con rể.
Đó là lối thoát tốt nhất, nhưng mà hơi cực cho em. Không sao, em nghĩ đó cũng là vì bản thân em thôi. Mười ngàn. Ôi chị Hảo. Chuyện gì? Chị hay chị thấy anh Hùng đâu không chị? Tôi đâu phải quản lý của ông đâu mà tôi. Cái anh này kỳ ghê á, hẹn mình đi đâu không biết nữa. Gọi điện thoại di động cho ổng đi. Em gọi rồi, mà ngoài dùng phủ sóng. Có gì chị nói lại với ảnh á, là em hẹn ở chỗ cũ nha. Chị nói vậy là ảnh hiểu à. Tôi gặp thì tôi nhắn. Em cảm ơn chị. Bà gái, chồng mới vừa đi khỏi cái là dẹo trai ra mặt luôn. Xong rồi kiếm ông Hùng rồi hỏi mình có ý gì đây? Ý nói là khoe với tôi là phỏng tay trên của tôi á hả? Hơi khó à. Hơi khó à. Châu sẽ thay anh chăm sóc cho em. Không còn đâu, Châu còn phải đi làm. Nghỉ rồi, không sao đâu. Nhưng mà anh đã hứa. Em biết mà, anh bận lắm. Hôm nay anh có 5 ca mổ. Nếu như mà Châu chăm sóc cho em á thì anh sẽ an tâm hơn. Tùy anh thôi. Em có chuyện này muốn hỏi anh. Anh phải nói thiệt với em nha. Chuyện gì? Vết thương của em không sao chứ? Không sao đâu. Em chỉ bị phần mềm. Nhưng mà tới giờ em cũng không có cảm giác. Chân của em không có cảm giác. Ủa, bị thương ở lưng sao lại ảnh hưởng tới chân? Em không có nói láo. Em thấy như thế nào? Không có cảm giác. Chắc còn ảnh hưởng của thuốc mê. Đến kiểm tra lại. Chiều nay ba về tới. Em không muốn ba lo. Xong việc anh sẽ đến ngay mà. Dạ. Yeah. Ủa? Cháu tới cùng với Tiến luôn hả? Dạ, cháu cho bác. Má. Bác đưa cho cháu. Má, má về nghỉ ngơi đi. Ở đây á đã có Châu chăm sóc cho em. Con chắc được không? Đừng nhìn tôi vậy. Vậy thì em ra đây ngồi nói chuyện với anh đi. Tôi với anh có chuyện gì đâu nói. Vì về tương lai của mình. Anh đừng có gạt tôi. Anh, vợ anh, con anh, cả gia đình đang sống hạnh phúc. Hảo à, không như em nghĩ đâu. Thì ý của anh là sao? Ý của anh là anh với vợ anh đã muốn chia tay với nhau rồi, nhưng vì kẹt đứa con nhỏ cho nên là phải ráng chịu. Rồi bây giờ anh biểu tôi á, là về với anh đi, rồi cố gắng chịu đựng chờ đợi anh một thời gian dài lắm, rồi anh sẽ lấy tôi. Cái gì? Không phải như vậy đâu em. Vậy giờ chứ sao?
Kỳ thật thì nó khủng khiếp lắm em ơi. Có lẽ đây là quả báo vì anh đã đối xử tệ với mẹ con em. Ông trời em cũng trả thù giùm tôi. Thảo, im lặng quá. Nói chuyện chút được không? Tôi tưởng cô cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. Sao mà yên tĩnh được? Cô biết là tôi khinh nhất là hạng người vậy không? Là hạng phụ nữ đi giành giật hạnh phúc của người khác. Đúng, nhưng cần phải xem lại họ có giành giật hay không, hay người trong cuộc muốn đến với họ. Ngụy biện. Đó chỉ là lý lẽ ngụy biện cho hành vi xấu xa của mình. Nếu mà không yêu nhau, tại sao lại ở bên nhau một thời gian dài như vậy? Cô muốn nói ai? Chỉ là thí dụ cho những cô gái tội nghiệp. Không còn yêu nhau thì níu kéo cũng vô ích. Kéo dài thời gian, làm khổ nhau mà thôi. Để tỏ sự chân thành của mình, anh sẽ thực hiện ngay tức khắc những gì em muốn. Nhưng Thảo, anh chỉ xin em một điều. Điều gì? Anh chưa thể nói khi chưa được nhận lại con. Nói cho anh biết, cho dù anh có cho tôi tất cả mọi thứ trên thế gian này, tôi cũng không chấp nhận anh làm khổ con gái tôi thêm một lần nữa. Nhưng bé Ngọc là con của anh, làm sao anh làm khổ cho nó được? Tôi với cô cần nói chuyện nghiêm túc chuyện của thằng Tiến. Trang là một cô gái tốt, yêu thằng Tiến hết lòng. Nó vừa khôn ngoan mà vừa có cơ nghiệp vững chắc. Nếu Tiến lấy nó thì con mình sẽ từng bước đi lên, khỏi còn phải lo lắng hậu vận. Rồi sao nữa? Tôi sẽ mời ba của con Trang tới đây nói chuyện cưới hỏi. Phải làm ngay sau khi con Trang nó khỏi bệnh. Cô thấy thế nào? Nếu anh hỏi em á thì em phản đối. Cái gì? Thằng Tiến nó gần 30 tuổi rồi, nó có quyền quyết định hôn nhân của mình, chứ không phải anh hay là em. Hôn nhân là chuyện sống với nhau cả đời. Nếu không yêu thương nhau, tôn trọng nhau thì làm sao chịu đựng nhau cả đời được? Dẹp 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 ba cái thứ yêu đương nhớ giận đó đi. Con cái thì phải nghe lời cha mẹ. Đúng, nghe lời chứ không phải là chịu áp đặt. Anh đừng có để con mình phản ứng bằng cách bước ra khỏi ngôi nhà này. Biết, tôi biết tại sao cô phản đối. Cô muốn thằng Tiến lấy con gái của người tình cũ đúng không? Anh nói ngày xưa không đến được với nhau, cho nên bây giờ muốn trở thành xuân gia để hai người dễ dàng gặp gỡ chứ gì. Em không thể nào tưởng tượng được là anh có thể nói ra những điều đáng xấu hổ đó đối với em. Em xin anh hãy để cho em còn một chút lòng tôn trọng đối với anh. Cô có bạn trai chưa?
đã yêu và đã chia tay. Tại sao chia tay? Không hợp, bên nhau chẳng có cảm giác. Vậy tại sao lúc đầu lại yêu nhau? Vì ngộ nhận đó là tình yêu. Sau một thời gian, tôi cảm thấy anh ấy không có yêu tôi, mà chỉ xem tôi là vật để sở hữu. Cho dù anh ấy có ra sức níu kéo, thì tôi vẫn quyết định chia tay. Tình yêu thật sự là làm sao để người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải tìm mọi cách để chiếm hữu. Cho dù có thành công, thì mình cũng chỉ giữ được thể xác, chứ không thể giữ được trái tim của anh ấy. Ai mà chẳng có lúc có mới nới cũ, chẳng có lúc mê muội. Quan trọng là mình phải làm sao để cho anh ấy biết ai là người tốt nhất đối với ảnh. Alo, anh mổ xong rồi hả? Anh đang xuống phòng hả? Dạ, em biết rồi, em đợi. Bye bye anh. Cô có thể giúp tôi rửa mặt, trang điểm không? Tôi không muốn anh Tiến thấy tôi tiều tụy, anh sẽ đau lòng lắm. Được. Cô Vịnh giờ tôi ngồi dậy đi chứ. Tôi muốn lắm, nhưng mà chân của tôi không có cảm giác. Không thể nào. Cô không tin thì có thể vén quần tôi lên nhéo thật mạnh thử xem. Không được. Cô nhéo giùm tôi đi, tôi muốn thử cảm giác của mình. Tôi không thể tự nhéo, cô giúp tôi đi, làm ơn đi mà. Nhanh lên, nhanh lên, nhéo mạnh lên. Không có cảm giác mạnh hơn nữa. Mạnh lên, mạnh hơn nữa. À, anh Tiến ơi, anh Tiến. Chào, em làm cái gì vậy? Em thử cảm giác của Trang thôi mà. Anh nói gì với cô mà cô đối xử với em như vậy? Cô... Tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc nha. Anh kiểm tra lại cho em. Hả? Cô ta nói dối. Em chỉ thử cảm giác cho cô ta thôi mà. Tại sao tôi lại phải kêu cô nhéo vào chân của mình? Tôi điên hả? Em có thể đi về. Anh tin lời cô ta. Không sao. Cháu ghét em tại vì em yêu anh. Em phải xả thử thôi. Đau Ôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ
chẳng còn chi. Khi người may mắn mà thế. Có chứng cứ sờ sờ vậy con còn dám chối cãi nữa không? Em quả thật mệt mỏi. Tại sao anh không tin em? Có những thủ đoạn không thể nào tin nổi. Anh dám nói em như vậy? À, Châu! Anh phải tìm chứng cứ cho sự dối trá. Anh cứ đi tìm. Tôi không muốn dính dáng đến chuyện này nữa. Ok, mình chia tay đi. Châu, em nói cái gì vậy? Thì anh mới vừa nói tôi là người thủ đoạn. Anh phải đi tìm chứng cứ. Nếu không còn yêu nhau, không còn tin nhau, thì mình chia tay. Đó là cách tốt nhất. Em hiểu lầm anh rồi. Anh đang suy nghĩ về Trang. Anh phải tìm chứng cứ của sự lừa dối. Anh thật sự không tin tưởng tình dục chân. Thật vô lý. Trang đã giờ bị liệt chân để anh không thể chia tay với cổ. Nhưng phải tìm đủ chứng cứ. Bất cứ những thứ gì cản đường tao đều phải có hậu quả như vậy. Đẹp quá. Không ngờ Mimi sắp xếp đâu vào đó hết. Xin bái phục. Nghề của tôi mà. Nhưng mà cũng phải nhờ có tiền của anh thì tôi mới làm được như vậy. Mimi đừng có nói vậy. Người có công, người có của. Chúng ta làm những đối tác bỏ vốn làm ăn phải ngang bằng nhau hết, sòng phẳng, không ai hơn ai hết á. Cảm ơn anh. Tôi cũng đã chọn ngày khai trương rồi. Anh định chừng nào mới nói cho chị Hảo biết? Nói thì phải nói thôi. Nhưng tôi sợ. Sợ Hảo từ chối đó. Cảm ơn nha chị. Nhớ ủng hộ nha chị. Anh Triều á, nghỉ học lâu rồi, không biết có làm bài được không? Tự nhiên đòi dạy cực thân. Chắc cũng tại vì chị mà thôi. Không đổ thừa nha. Thì đi dạy cũng là tâm huyết của anh lâu lắm rồi. Mà bây giờ anh mới có cơ hội thực hiện. Thực hiện được cũng đây. Ảnh mà được tuyển, em đi bằng đầu. Sao em nói kỹ vậy? Trang nó sao rồi con? Cổ nói là hai chân không cử động được. Nhưng mà... Còn nhưng cái gì? Chắc chắn là cái vết chém nó đụng tới dây thần kinh tủy sống. Bà, nói gì con mà chịu đau đớn. Ba định khi nó lành bệnh đó, để bàn chuyện cưới hỏi ngay đi. Nhưng con không thể lấy cô ấy.
Thằng khốn! Anh thôi đi. Quen con gái người ta 5 năm rồi, bây giờ mà nó không cưới hả? Mẹ con cô bị cha con nó bỏ bùa hay sao mà bất chấp cả đạo lý liêm sĩ vậy? Không thương á mà cố lấy, như vậy mới bất chấp đạo lý bà. Thôi hai cha con đừng có cãi nhau nữa, vô ăn cơm. Con không đói. Tiến à? Tiến! Tiến! Chờ có ông trời trừng phạt cậu như thế nào. Nhìn thấy không? Thấy anh nằm ở đó không? Con nhìn thấy có một bạn đang nằm ngủ. Đó, đó là anh Dũng, anh ruột của con. Anh Dũng đang bị ung thư, chờ có tủy thích hợp để ghép. À, thì ra đây chính là lý do ông đến gia giảng mẹ con Hảo. Em ăn chút gì chưa? Châu có mua cho em hộp cháo, nhưng mà em không có thấy đói. Em phải cố gắng ăn nhiều lên, để anh đút cho em nha. Cái gì vậy? Trời đất. Gì vậy anh? Có con dán. Trời. Độc ác. Đúng là độc ác mà. Ủa, anh mới tới hả? Cô đúng là độc ác. Tại sao cô lại cho tôi ăn gián? Cô nói cái gì vậy? Cô có thể hỏi anh Tiến. Em xem đi. Em không có làm chuyện này. Nhìn mặt anh không có chút gì lạc quan hết vậy. Huyện có 10 giáo viên mà tới 200 thí sinh dự thi, mà toàn là người trẻ không à. Anh à, anh phải tự tin lên. Tự tin thì phải có cơ sở, không dựa vào liệu pháp tinh thần mà thành công được. Nhưng mà anh có cách của anh rồi. Cách gì? Nếu mà không được tuyển á, anh sẽ xin đi dạy các lớp phổ cập ban đêm hoặc là các trường giáo dục thường xuyên. Miễn được đứng lớp là anh vui rồi, dạy ở đâu cũng là dạy. Đúng là em yêu anh đâu có sai đâu. Có thật không đó? Con nhỏ mới bay lớn mà không dám. Tôi sẽ về nói với Hảo. Đừng. Nếu không phải lâm vào đường cùng, tôi không phải làm như vậy đâu. Đồ vô lương tâm. Bác đừng la ba con. Mà sao bác biết con vô bệnh viện vậy? Thì bác đến trường rước con. Cùng lúc đó bác thấy con leo lên xe của ổng, bác đuổi theo gần chết luôn á. Mà con hư quá, đi không chịu thông báo cho bác tiếng nào hết. Con có biết là bác lo cho con dữ lắm không? Con có nhờ ba gọi cho điện thoại cho bác rồi. Chưa. Tôi có gọi điện thoại cho ông, nhưng mà mấy ông toàn là báo ngoài dùng của sống không. Cái gì? À, máy hết pin. Thôi, ăn đi. Bác đừng nói với mẹ con sẽ nói với mẹ. Ừ. Ba ăn đi.
Anh kêu em chăm sóc cho Trang, chứ không phải là chọc tức cô ấy. Nếu em nói như vậy thì em xin lỗi. Em không cần xin lỗi. Bị sao vậy? Tôi bị đau bụng quá. Chắc chứa nhiều điều xấu xa quá cho nên bị sình bụng cái gì. Trời ơi, trời mưa, trời gió tới nơi rồi, đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nha. Người lớn cũng vậy, con nít cũng vậy. Biết mình lo lắng không? Mình ghê. Thưa mẹ, con đi học mới về. Con, sao trễ dữ vậy con? Dạ bác Hùng. Tôi biết rồi, ông vừa vừa phải thôi nha. Ông đàn đứng ở đâu, ông bắt con tôi đứng đợi chứ gì. Ông có còn lương tâm không, hả? Cô cái gì? Cô. Ông có ghét tôi rồi ông trả thù tôi nè. Ông nghĩ sao ông hành hạ con tôi? Mẹ, bác Hùng chở con đi ăn cơm gà, mẹ đừng la bác nữa. Nghe chưa? Sao ông nói sớm? Cái miệng cô như súng là đại liên, nổ đâm 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 đâm, làm sao chừa chỗ tôi với nhỏ sen vô đâu mà nói sớm. Đã chở nhỏ về mắc mưa. Mưa nó quá gì hết. Nhà thay đồ nghe con. Má cũng không có tin, nhưng tí nó nói thử mọi phản ứng chân của Trang, nhưng nó cứ đờ ra. Con nghĩ chị chắc chắn là giả vờ để giữ anh Tiến thôi. Nhưng mà mình cũng phải có bằng chứng là chân nó đi được. Ủa má, má sao vậy? Mấy ngày nay má cứ bị đau bụng hoài. Thầy nói anh Tiến khám bệnh cho má thôi. Thầy ta nhiều chuyện quá, má cũng không muốn nó lo thêm. Thôi được rồi má, má lên giường má nằm nghỉ một chút đi má. Mẹ ơi con đói bụng. Trời đất ơi, con đói gì mà đói hoài vậy?
Trời ơi con ăn nha ma, ăn vậy Ngọc. Rồi chiều giờ con ăn hai lần rồi, còn uống hai bình sữa nữa. Thì ăn nhiều mới có sức khỏe mà mẹ. Kiểu này á nha, ngày mai mẹ sẽ mua thuốc sổ lãi cho con. Con không có lãi, con không có sức khỏe để giúp anh. Anh nào? Em uống nước. Cảm ơn anh. Anh xin lỗi đã làm cho em khổ. Anh không ngờ Châu lại hẹp hòi đến như vậy. Em cũng không ngờ như vậy. Cô ta đóng kịch thật là giỏi. Anh không yêu em cũng được, nhưng mà đừng yêu Châu. Cô không phải là người tốt. Em chỉ sợ. Chỉ có em là tốt với anh thôi. Em rất là yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng có bỏ em lúc này nha. Ba nói chân của em, nếu mai hội chuẩn mà không tìm ra nguyên nhân, ba sẽ đưa em đi nước ngoài chữa trị. Anh có đi với em không? Đi với em nha. Nếu em muốn anh đi không? Vậy làm gì vậy? Khùng quá. Cái gì? Nè, coi đi. Coi đi cho khỏi bị dụ. Là bả. Hôm nay đâu anh có? Tất nhiên là tôi chụp rồi. Còn sống với vợ sờ sờ vậy đó, mà bày đặt tới đây cua gái nữa. Vậy mà có người coi hắn như là ngọc như ngà vậy mới chết chứ. Dừng hơn. Ai mà không biết đang sống với vợ. Nhìn cái mặt của mẹ này tôi thấy ghét rồi. Nhìn nó cũng lên máu rồi. Cái vụ tôi nó hại tôi lần nữa hả? Không nghĩ đến chuyện này nữa. Tập trung lo công việc cho bà còn tốt hơn. Ủa, hôm nay Châu không đi làm hả? À, Châu xin nghỉ rồi. Làm việc mà phải đấu đá với nhau, mệt mỏi lắm. Dì có gọi cho ba, nhưng mà không được. Dì có chuyện muốn nói với Châu, mong Châu giúp. Lại nấu ăn đem vô cho chị Trang nữa hả? Ừ. À, má nghe tiếng nói là ba của Trang hôm nay mời các bác sĩ tới để hội chẩn coi là nguyên do gì sao mà Trang nó bị liệt đó. Như không. Sao vậy? Bác sĩ là ổng mời, người ta muốn nói sao chẳng được. Con bảo đảm với má, kết luận cuối cùng sẽ là liệt gì quá yếu. Con là nhà giáo đừng có phát biểu linh tinh nữa nha. Vu oan cho người ta là một cái tội đó. Quá đáng. Biết như vậy mà vẫn còn cò cưa với người ta. Cô là hạng đàn bà gì vậy? Nè, ông dám chửi tôi á hả? Ừ, tôi chửi đó. Quá đáng. Không thèm kể chuyện bí mật cho cô nghe luôn. Nè, chuyện bí mật là chuyện gì? Đúng không? Cha là với bé Ngọc. Hai người làm gì mà bí mật dữ vậy? Hôm qua thì bé Ngọc nó nói với mình đó, nó phải giữ gìn sức khỏe để lo cho anh đó. Hỏi anh đó là ai thì không nói. Biểu từ từ. Trời ơi, người nóng lửa như mình mà biểu từ từ. Alo. Con hả? Ủa, con đi đâu vậy đó? Đi với ba. Ba nào? Ờ, mẹ quên. Thôi, ở đó đi. Mẹ vô liền.
Trà nè. Nhà mình có 4 người, mới hết 3 người là chống chị Trang rồi. Chỉ có một mình ba là ủng hộ thôi. Khó hiểu. Tại vì chỉ có một mình tôi trong nhà này là còn biết cái câu mà có ơn thì phải trả. Không có con Trang thì thằng Tiến làm sao có ngày hôm nay. Anh nói vậy là phủ nhận bao nhiêu cố gắng của con mình. Để em nhắc cho anh nhớ, ba của con Trang chịu giúp đỡ thằng Tiến là tại vì ổng nhìn nhận ra tài năng của con mình. Mà để trả ơn đó thì nó phải làm việc bán mạng cho bệnh viện của ổng. Bây giờ anh đừng có bắt con mình phải lấy cô gái mà nó không yêu để trả ơn nữa. Quen con gái người ta 5 năm mà nó không yêu hả? Có người sống với nhau mấy chục năm trời mới biết là mình không yêu. 5 năm thì có nghĩa lý gì đâu. Quan trọng là biết dừng lại vẫn còn kịp. Thì ra là vậy. Bấy lâu nay dì bận bịu là do chuẩn bị cho trung tâm thẩm mỹ hả? Mà sao dì không cho ba biết? Dì định là ngày khai trương rồi nói với ba luôn. Châu, sắp tới dì bận nhiều chuyện lắm, dì định là sẽ dẫn má của dì về đây ở. Dì mong là Châu đồng ý. Không thành vấn đề. Nhà này cũng là nhà của dì mà. Cứ đưa bà về đây, giúp được bao nhiêu Châu sẽ giúp. Dì cảm ơn Châu rất là nhiều. Không sao, mình là người một nhà mà, đúng không? Ở đây con. Dạ. Kết quả hội chẩn thế nào? Tìm không thấy kết quả. Thôi nó nói đúng. Nó nói gì? À không. Ba Trang tính sao? Bác Trang đưa Trang vào Mỹ điều trị. Cô ấy muốn con đi cùng. Con thật là muốn làm vậy sao? Làm sao mà con có thể bỏ mặc đó? Ba nói bạn là em của tôi, đúng không? Đúng rồi, em cùng cha khác mẹ đó. Vậy sao bây giờ em mới đến thăm anh? Anh sắp chết rồi. Anh mới 10 tuổi sao mà chết được? Ừ, thì anh 10 tuổi không được chết. Nhưng do anh bị bệnh ung thư, là ung thư máu đó. Bác sĩ nói nếu anh được phép ghép tủy thì anh sẽ sống lâu. Đúng rồi. Nhưng anh chờ cả 1 năm rồi mà đâu có. Mẹ anh khóc nhiều lắm đó. Không biết khi chết anh có biến thành ma không ha? Em đọc sách nói trẻ em chết sẽ biến thành thiên thần. Thì thiên thần phải đẹp, còn anh xấu xí, giống ma lắm. Nếu em mà thấy tóc anh á, em sẽ sợ lắm á. Xem đây nè. Sợ không? Em một tuổi của em cứu được anh.
hiểu được cái mẹ. Có một thứ mà bao nhiêu tiền cũng không mua nổi, đó là sinh mạng con người. Anh đã tốn tiền chạy tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tủy thích hợp để ghép cho nó. Nhìn thằng bé tội nghiệp quá. Hành vi của anh thật là tồi tệ, nhưng vì con, chuyện gì anh cũng dám làm. May có mẹ con em giúp. Giúp cái gì? Ngọc chưa nói với em sao? Dạ, cháu cho bác. Mời bác ngồi. Ừ. Mời cô uống nước. À, xin lỗi. Ba cô đâu? Dạ, ba cháu về Mỹ rồi. Có chuyện gì không bác? Về Mỹ? Thiệt không? Dạ, thật. Được rồi, vậy thì nhờ cô chuyển lời giúp. Cha con của cô á thích giành giật hạnh phúc của người khác lắm phải không? Hai người hãy kiểm điểm lại đi, trước khi bị quả báo đó. Bác nhớ nhắn lại đầy đủ tới ổng, nghe chưa? Anh về ngay đi, trước khi mà tôi còn kềm chế được đó. Khốn kiếp. Vì để cứu con anh, bà định bắt con tôi phải hiến tủy hả? Mẹ đừng la, ba tụi con muốn cứu anh. Ngọc à, đây không phải là ba của con. Ông chỉ muốn lợi dụng con thôi. Đừng có nói vậy em. Ông im đi. Mẹ thấy anh như vậy mà mẹ không thương sao? Ngọc à, mẹ cấm con. Dù mẹ có đuổi con ra khỏi nhà, con cũng phải cứu anh. Ngọc! 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 Ông vừa làm ông chưa? Vì đó giờ nó chưa bao giờ nói với tôi như vậy hết á. Mày muốn đưa tao đi đâu nữa? Mình đi về nhà. Về nhà tao hả? Dạ không, nhà anh Tân. Ông chưa bỏ mẹ. Tụi con là vợ chồng với nhau mà, sao dễ bỏ nhau được má. Vậy còn nhà của tao? Nhà của má thì con sẽ trả cho má, nhưng mà từ từ. Má nhớ á, là đi về nhà không có được quậy nha. Ừ. Mày cứ cho tao đủ tiền xài đi thì tao sẽ không quậy nữa. Tao mới có bà lớn á, mà nó đã nói với em như vậy á, tụi bay mốt nó đủ lông đủ cánh nó còn coi em ra gì nữa chứ. Em là em thương nó, em không có muốn bị ba nó gạt, em muốn bảo vệ nó thôi. Thiên tụy cái gì chứ, muốn nó chết á thì có. Dù sao đi nữa nó cũng là con của ổng. Ổng không có đến nỗi nhẫn tâm như vậy đâu. Có đời nào ổng coi nó là con của ổng đâu. Ổng á, ổng muốn kiếm nó là tại vì á, muốn lấy tỷ của nó để giúp cho con của ổng thôi à. Em cũng biết lực chứ bộ. Ổng có chữ ký của em á, không có bác sĩ nào mà dám đụng với con em hết á. Em có chịu nổi khi bé Ngọc nó giận nó không nói chuyện với em không? Chứ anh thì sợ lắm á. Vậy giờ em phải làm sao? Thôi từ từ để anh suy nghĩ tìm cách giải quyết cho.
em đừng có khóc nữa, để anh tìm cách coi lo buôn bán đi. Bà còn dám tới đây nữa hả? Tôi biết tôi đến đây tôi cầu xin cô, nhưng mà cô độ lượng. Nếu cần thì tôi quỳ xuống đây, tôi mong cô tha thứ. Bà không cần thiết phải làm như vậy đâu. Tôi biết ý đồ của bà tới đây để làm gì. Bà khỏi có làm ra dễ tội nghiệp. Tôi trả lời cho bà nghe nè, không là không. Cô à, không có sao đâu. Tôi cam đoan với cô là không có sao mà. Bác sĩ nói là lấy tủy để mà coi có phù hợp ghép hay không. Không có sao. Không có sao sao bà không lấy tủy của bà đi. Tủy của hai vợ chồng, bên nội bên ngoại, bạn bè thân thích, đều không có ai phù hợp hết. Bây giờ tôi chỉ trông mong vào bé Ngọc thôi. Tôi nói cho bà biết, nếu như mà con tôi không phước lớn mạng lớn á, thì nó đã chết trong cái đêm mưa gió kia rồi. Còn đâu nữa để bây giờ bà tới bà năn nỉ bà xin xỏ chứ. Tôi biết vì quá độc ác cho nên bây giờ mới bị quả báo, cho nên con tôi mới bị bệnh hiểm nghèo. Tôi nghĩ đúng ra người bị bệnh phải là bà thì mới đúng kìa. Nếu là tôi thì tôi không đau đớn và dằn vặt như thế này đâu. Tôi sẵn sàng chết cho con tôi được sống. Cô à, cô cũng là người mẹ, cô cũng biết mà. Cô cũng biết là con mình chết từ từ, trong khi đó mình không làm gì được. Cầu xin cô. Bà đừng nói nữa, bà về đi. Cô à, tôi cầu xin cô mà. Cô hãy cứu con tôi. Cô có thể cứu con tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Khác hại tôi cũng không cần. Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ cướp đoạt hạnh phúc của người khác đâu. Có hiểu chưa? Cô à, tôi xin cô, tôi gian cô. Tôi gian cô, có bằng lòng đi. Có bằng lòng đi cô. Cô bằng lòng đi. Tôi không muốn giúp thì cũng không được. Bởi vì bé Ngọc con tôi, nó muốn cứu anh của nó. Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô. Cầu trời phù hộ cho con. Về nhà thiệt là dễ chịu. Ở nhà có hơi người, trong khách sạn lạnh lẽo muốn chết luôn. Từ nay con với Châu sẽ chăm sóc chu đáo cho má. Ừ, dạ, con mời bà uống nước. Có chuyện gì cần bà cứ nói con giúp. Ê, rể tao đâu rồi? Má, ăn nói cho lịch sự một chút. Dạ, ba cháu về Mỹ có chút việc. Về Mỹ rồi hả? Dạ, tính kiếm nó để xin tiền. Bà xin tiền để làm cái gì? Má cần tiền để làm cái gì? Thì rủ con Ben đi đánh bài. Trời,
Có cái đâu mà nhiều như vậy. Trái thôi tôi với. Anh Tiến, em biết em sai, nhưng mà em yêu anh. Em yêu anh lắm, em không muốn mất anh. Em làm như vậy là để giữ anh ấy mà. Anh Tiến, alo má. Đúng như gì má nói, cậu ấy gặp chúng ta. Là bà đã hại tôi. Có chuyện gì khóc nữa? Để tôi đi, khóc là mà khóc. Nhưng cô đang lau nước mắt bằng cái nụi vẻ. Có chuyện gì nói tôi nghe đi, tôi giúp được gì tôi giúp cho. Người ta nói á, người ác á, càng ở ác thì càng sống lâu. Mà tôi không có ở ác được. Tôi nhìn thấy bọn họ tội nghiệp quá nên tôi hứa cho Ngọc nó đi hiến tủy rồi. Trời đất ơi, chuyện đó cô phải nên vui chứ cô khóc cái gì. Cô phải nên vui lên là vì mình đã có đứa con gái, có tấm lòng nhân ái. Hơn nữa cậu bé đó là anh của bé Ngọc, đúng không? Máu mủ ruột rà mà không quan tâm thì làm sao làm người được. Thì tôi cũng biết, nhưng mà đau lắm. Đau cái gì mà đau, rút có chút xíu mà đau gì. Tôi nói thiệt này nha, tôi với cô phải nên đi khám tủy đi coi có phù hợp không, để nếu được thì giúp cho thằng bé đó luôn, hiểu không? Làm gì nhìn tôi vậy? Mặt nhiều khi nhìn thì ghét. Mà nhiều lúc nhìn thì cũng sao thường thường. Đã vậy. Tôi hỏi thiệt này nha, tôi vậy đó, cô phải trả lời thật lòng nha. Đó giờ tôi chưa có nói láo gì với ai đó. Tôi vậy đó, cô có thương tôi không? Mẹ em đã cho em hiến tủy cho anh. Ủa, mẹ em không giận anh hả? Mẹ em hơi dữ nhưng tốt lắm đó. Ba nói chừng nào á hai anh khỏi bệnh thì ba sẽ dắt anh và em đi chơi đầm sen. Chắc chắn là anh khỏi bệnh mà. Ừ. Bạn có bím tóc thật đẹp. Mai mốt mình phải đi xạ trị rồi, cho nên mình không còn bím tóc nữa. Rồi bạn cũng sẽ mọc tóc lại thôi, đừng có buồn nha. Đây là em của mình đó, em hướng tỷ cho mình. Mình cũng có em, nhưng mình không muốn em mình đưa đôi mắt cho mình đâu. Mắt bạn bị gì vậy? Mắt mình bị võng mạc. Bác sĩ đang giữ đôi mắt này của mình. Bạn thiệt là sướng, có em gái hiến tủy. Trong này có nhiều bạn đang chờ chết nhưng không có ai hiến tủy cả. Không biết bà phù thủy nào phù phép cho ra bệnh ung thư nữa. Cảm ơn em đã chịu gặp mặt anh. Thì cũng phải gặp nhau để nói lời dứt khoát cho rõ ràng. Anh xin lỗi. Những gì anh nói chuyện với em trong bệnh viện á, thật sự là anh nói cho Trang nghe đó. Vậy là sao? Em không hiểu.
Anh quá hiểu tính tình của Trang. Cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng anh không biết làm cách nào để thoát khỏi cô ấy. Cũng may là má anh góp ý kiến. Con phải làm cách nào để Trang thật sự tin tưởng là con quay trở lại. Đến lúc cô ấy không đề phòng thì mình mới có thể lật tẩy được cô ấy. Thế là đêm qua anh đã lập kế, hô quán là cháy. Trang hoàn toàn khỏe mạnh, tung cửa chạy ra ngoài. Em đang rầu muối ruột còn nói mấy cái chuyện này nữa. Anh muốn biết chắc tấm lòng của em, anh mới có thể nói với em một chuyện. Chuyện gì nói đại đi. Anh muốn biết chắc chắn em yêu anh, vì bởi anh chính là anh. Nói với em muốn làm mệt. Được rồi, em nói. Anh Hùng đi chưa? Đợi nãy giờ lâu lắm rồi đó. Chờ chút đi liền. Hảo, nói đi Hảo. Nhìn cái mặt của anh, chỗ nào tôi cũng ưa nổi. Anh Hùng. Rồi, đi liền. Anh đi nha Hảo. Thì ra là vậy. Phản ứng của Trang như thế nào anh hả? Rất là tức giận. Nhưng mà anh đã nói thẳng. Châu à, mình đã có thể công khai yêu nhau. Nhưng mà em có mang tiếng là giật bạn trai của người khác không anh? Nếu như không có em á, thì anh cũng chia tay với Trang. Vì cuộc sống giữa anh và Trang là hoàn toàn khác biệt. Chuyện gì anh có thể chịu được, nhưng vô cảm trước nỗi đau của người khác thì anh không thể chấp nhận. Linh, hồi sáng tới giờ em đi đâu? Anh điện thoại cho em suốt, em không bắt máy là sao? Em đi khám bệnh. Đúng rồi đó, em nên đi khám. Mấy bữa nay anh thấy em cứ cảm, cứ ho hoài. Để lâu như vậy bị viêm phổi nặng lắm, hiểu chưa? Em hiểu. Anh Chiều à, khi nào anh và Yêu Thư lấy nhau vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại hỏi anh chuyện đó? Anh cũng lớn rồi, không cưới bây giờ thì khi nào cưới? Anh cũng muốn cưới chị Thư lắm, nhưng mà chị Thư đồng ý thì mới được chứ em. Anh cầu hôn chưa? Anh cầu hôn xem nó gật đầu chứ. Anh Chiều à, anh lấy vợ đi, em mới yên tâm. Mới nghe là trái thì chị đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài rồi. Gạt nó như vậy cũng không hay lắm. Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao mình biết nó lừa mình? Vậy mà có người cho chỉ là tốt nhất, giỏi nhất, ai lấy được làm vợ chắc là có phước lắm. Thằng ăn đó, nói gì mắc nghẹn bây giờ. Có gì? Alo, à bé Ngọc hả? Ừ, con nghe nè. Ờ, con qua đi, cô đang ở nhà. Ừ. Bé Ngọc tìm con hả? Dạ, không biết cái chuyện gì mà nó nói nhờ con giúp. Ồ, dạ. Nó qua nó mượn tiền á. Anh đúng là bệnh. Ba thiệt luôn á. Thôi ăn đi. Giấy phép kinh doanh đã có, ngày khai trương em cũng chọn rồi. Anh nói chuyện với chị Hảo chưa? Chưa. Hồi sáng nói chuyện nghiêm túc,
mà cổ mở miệng ra câu nào cũng muốn móc họng tôi câu nấy á. Có lẽ là hồi sáng em đến không có đúng lúc. Xin lỗi. Em đâu có biết anh với chị đang nói chuyện đó đâu. Yêu nhau mà nói ra cũng khó khăn quá à. Để em giúp cho. Cảm ơn. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết chuyện này cho nó xong. Linh à, em có chuyện gì giấu anh phải không? Có gì phải giấu đâu anh. Linh ơi, nếu có chuyện gì á thì em phải nói ra để anh em mình cùng nhau mà giải quyết. Đừng có ôm trong lòng như vậy được. Em có biết á, anh phập phòng lo sợ, anh sợ một ngày nào đó em lại bỏ đi nữa. Nếu không có đem đến thái này, cuộc đời của anh chắc vui vẻ, hạnh phúc lắm. Không ai muốn sinh ra mà như vậy đâu. Đó là số phận mà. Cho nên á, em cứ lạc quan và sống vui vẻ là được rồi. Lạc quan, vui vẻ. Đúng, được ngày nào ngày nấy anh à. Em có biết á, lúc nào anh cũng yêu thương em không? Giờ này mà mấy Ngọc nó chưa tới nữa. Sốt ruột quá. Thiên thần chúng ta tới rồi kìa. Con. Cưng của mày nghe. Thấy ghét quá. Chào bác Hùng và mấy cô mấy chú. Ngoan. Ba ơi, hôm nay mấy cô mấy chú đến đây để xét nghiệm tủy. Nếu ai thích hợp thì sẽ ký tủy cho anh Dũng. Cả mẹ và bác Hùng cũng phải xét nghiệm luôn. Thấy tôi tới đây là biết rồi cô nương, hỏi cần phải quảng cáo nữa. Tôi không biết nói gì hơn là xin cho tôi một lời cảm ơn chân thành với các anh chị. Anh không cần phải cảm ơn. Cứu người là chuyện cần phải làm mà. Xin lỗi các anh chị, ai là người đến đây hiến tỷ? Tôi. Cả tôi. Tôi. Bác sĩ à, nếu thấy tủy của chúng tôi phù hợp với bất kỳ em bé nào cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng. Dạ đúng như vậy đó. Nếu mọi chúng ta giúp đỡ được một em á thì tốt quá rồi. À, vậy thì hay quá. À, bệnh viện đang rất cần có tấm lòng như các anh chị đây. Cô ơi, đừng có dội khen tụi tôi. Tôi coi lớn vậy chứ dở lắm. Đang làm theo một cái sự chỉ đạo của một người rất là quan trọng. Bà Ngọc. Sếp lớn tụi tôi nè. Đỡ. Đỡ thiện quá.